chào quý vị và các bác. Trong video này em Minh sẽ test chữ âm ly HearKit AR29, dòng âm ly của Mỹ, đẹp xuất sắc, hàng em bay vừa về quý vị nhé. Chiếc HearKit AR29 này đánh 4 sò nhôm Motorola. Phần toàn bộ phần tụ nguồn là phần tụ nhôm to như lon bia, phối hợp và ghép với cặp loa Bozak huyền thoại Tempo 301, cặp loa trùng series cũng mới về, đẹp kem, bass 30 3 đường tiếng. Chiếc âm ly HearKit này đánh được các dòng loa KLH AR24 bánh bò, đánh các dòng loa HearKit, đánh các dòng loa đồng trục hay là full range, hoặc cũng có thể là bitter, các dòng loa cổ, chất âm rất là mềm mại. Chiếc âm ly này rất là đẹp quý vị nhé, và chỉ có giá là 9.500.000 đồng, rất là mới. Phối hợp kế bên là cặp loa Tempo, Bozak Tempo 301. Cặp loa này trùng series và trong tình trạng là loa cổ rất là hiếm tại Việt Nam. Và cặp loa này còn nguyên cả giấy tờ khai sinh. Toàn bộ là phần thùng là thùng gỗ lạ, rất là đẹp. Đây là về phía sau của cặp loa Bozak này. Các bạn có nhìn thấy cái dòng chữ này không? The very best in music. Con này là loa cổ của USA, series là 6912. Còn nguyên cả cái phần thư hay là giấy bảo hành đây, còn nguyên quý vị nhá. Toàn bộ là thùng được gỗ lạ. Chiếc loa bên này cũng vậy, còn nguyên cả 6912 cùng series. Và đây cũng là phần thư bảo hành của cái cặp loa này, cùng thành sắc cạnh cũng rất là đẹp. Cặp loa này hiện tại trên thị trường đang có mức giá là dao động từ 13 đến 14 triệu. Thì cặp loa này của em rất là đẹp, thì gửi tới quý vị và các bác một mức giá là 11.500.000 quý vị nhé. Cực kỳ tốt cho một cặp loa thương hiệu Bozak nổi tiếng của Mỹ. Cặp loa này chơi các dòng nhạc country, chơi các bản nhạc trữ tình, chơi các bản nhạc đồng quê thì rất là hay, tuyệt vời. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức chất âm của cặp loa này, phối ghép cùng với HearKit AR29. Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi, tôi đã hình dung nét ai đang cười. Tôi mơ trời xuân vào tươi thắm, đôi mắt trong đèn màu hạt huyền, làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dân sóng, sao xuyên nổi niềm yêu. Giây phút êm đềm ngày xưa kia khi còn ngây thơ, cô láng giềng ơi, tuy cách xa phương trời tôi không hề quên bóng ai bên bờ đường quê, đôi mắt đăm đăm chờ tôi. Năm xưa khi tôi bước chân ra đi, đôi ta cùng đứng bên hàng tường vi. Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi. Đừng nói đêm vẫn. Chân bước vui bên bờ đường quê, em có hay chẳng giờ tôi về. Chân bước vui bên bờ đường quê, em có hay chẳng giờ tôi về.
Em xin giới thiệu qua về cặp loa Tembo 301 Bozak này. Thì cái bát là bát 30. Cái bát này thì nó nằm trên những dòng 302 Century. Thì các bác chơi loa cổ Bozak thì đều biết là cái dòng Bozak này nó sở hữu một cái chất âm cực kỳ tuyệt vời. Cái phần loa mid và phần loa check này, cái màng được làm bằng nhôm. Nhôm cổ quý vị nha. Trời tháng năm mà nghe lạnh lạnh, khi em về ngồi nghe biển hát, chiều qua nhanh như em xa anh. Mãi em về mình không đưa nhau lời cảm ơn dư lại cho người, một nụ cười thôi cũng đủ. Mai em về ta không đưa nhau. Làm người ở lại có bao giờ vui? Về chiếc âm ly hear kit này thì cũng là radio 108 đánh 4 sò nhôm, em xin nhắc lại 4 nhôm Motorola, toàn bộ tụ lọc nguồn là tụ nhôm cổ điển, tụ to như là lon bia, đầy đủ chức năng đánh hai cầu, chức năng radio hoạt động còn rất là tốt nha. Khi rời cung điện, du khách đi bộ vài bước đó, chân sẽ đến bảo tàng, cùng bảo tàng nghệ thuật lịch sử quốc gia. Rất là sạch sẽ, nắm bắt sẵn sàng mọi tình huống phát sinh. Những phiên chợ tình đúng nghĩa như ngày xưa thì thật là đẹp chị Thanh Hương nhỉ? Đúng thế đấy. Mà lúc nãy do là đánh bằng 4 con Motorola nhôm rất là nổi tiếng, nên là chiếc âm ly này sở hữu cái chất âm rất là mượt mà, mềm mại. Đặc biệt là các cái dòng loa Autech, KLH, R, Even chất đỏ, các dòng loa cổ, chiếc âm ly này đều là thuốc để điều trị những dòng loa đó. Cả bộ em đã báo giá cũng như là chất âm sơ qua, thì quý vị và các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho mình nhé. Bộ này này em cũng đã chụp hình chi tiết tại từng món tại Zalo của mình 0946101332. Quý vị và các bác quan tâm thì có thể là kết bạn với em để em gửi hình chi tiết về từng món nhé. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt quý vị trong những video tiếp theo.